Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã click vào video của Mai nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục cập nhật giá xe cũng như là mẫu xe Winner để cho mọi người cùng tham khảo để mọi người mua xe đẹp nhất nha mọi người. Và em đang đứng đằng sau đây, thì nó sẽ có là cho mình là phiên bản em Winner V3 nha cả nhà. Hiện tại thì Winner là em có cả V3 và cả V4 luôn. Thì anh chị em mình cân nhắc nên lựa chọn V3 hay là V4 thì mình cứ nhắn cho em. Em sẽ có tất cả các màu cho mọi người để lựa chọn luôn ha cả nhà. Và em đang đứng cái bên em này là Winner V3 nhé. Winner V3 thì em này đang là từ phiên bản là phanh ABS luôn nha cả nhà, từ phanh bản ABS luôn. Thì hiện tại á, bên cửa hàng em là chuyên về màu sơn. Ngoài những cái màu sắc riêng của nhà máy ra thì nó tầm khoảng là mấy màu đó, rất là ít thôi ha cả nhà. Em đã sơn theo cho mọi người là rất là nhiều màu nữa, tại vì mỗi màu là sẽ có một sở thích cá nhân khác nhau, mỗi người thích một màu khác nhau mà. Đó, thì anh chị em mình cùng quan sát, em này là màu xanh 3D nhé mọi người. Có thể gọi là xanh ngọc gì đó. Theo mình gọi là xanh ngọc nhưng mà trên cà vẹt sẽ là xanh đen nha mọi người ơi. Trên cà vẹt sẽ là xanh đen. Thì mọi người yên tâm, xe màu nào em sẽ bao cà vẹt ra màu đó cho mọi người luôn. Nên là mọi người không có lo vấn đề là xe màu này lên cà vẹt màu khác sợ công an bắt, đừng có lo vấn đề đó nhé. Rồi mọi người cùng quan sát chi tiết xe nha. Ở chi tiết phần phía trước á, thì nó có phối cho mình là cái tem tem hình này là màu đen với lại màu đỏ kết hợp với nhau nhé. Đó, bên phía bên này bên tay trái á, thì nó sẽ có ghi cho mình một dòng chữ là Special Edition ha. Mọi người muốn cái dòng chữ như này hoặc là gì đó thì mình cứ nhắn qua cho em để em hỗ trợ thêm mọi người nha. Chữ màu đỏ này trên cái nền màu xanh và phối một số hình chi tiết là màu đen nữa, nhìn rất là đẹp mắt luôn ha. Cái phần yếm trước thì nó không có sơn gì cả mọi người, trơn luôn nha mọi người, trơn luôn. Rồi, dọc về cái phần hông xe đằng sau đây cho mình nó sẽ là phối này. Cái chi tiết thì cũng vậy thôi, một số chi tiết là màu đỏ và màu đen này. Đó, nó có in số 150 nhé mọi người, số 150 nhé. Nhưng mà cái tem này nó đã chèn lên đây rồi thì mọi người quan sát thì không được rõ lắm. Em gọi là tem như vậy thôi nha mọi người, nhưng mà tất cả các phần chi tiết như này, tất cả các trên xe luôn là em sẽ sơn chìm lên hết nha, chứ không có gắn tem rời nha mọi người, không có gắn tem nổi nha. Rồi, mọi người cùng quan sát nha. Dọc về phía này, phía đằng sau của nó thì nó chỉ có thể hiện chữ cho mình là chữ Winner thôi nhé cả nhà, chữ Winner. Đó, chữ Winner màu đỏ trên cả nền màu trắng, trên cả nền màu xanh với màu đen luôn, cực kỳ đẹp mắt ha cả nhà ơi. Rồi, mọi người cùng quan sát ha. Trên xe này thì em có gắn một số phụ kiện cơ bản thôi, như là cái ba ga này, chống đổ trước, chống đổ sau. Đó, những phụ kiện này mọi người gắn thì em sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người từ 10 đến 70%, mọi người cứ yên tâm ha. Rồi, em này thì hiện tại màu sơn 3D nhé, Winner V3 thanh ABS màu sơn 3D luôn, em đang có mức giá cực kỳ tốt cho mọi người là 39.200.000 thôi. 39.200.000. Và mọi người có coi video này của em á, đặt lịch trước thì em Mai sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người 2 triệu nữa, là còn đâu đó tầm khoảng là 37.200.000 thôi. Rất là ưu đãi cho anh chị em mình luôn. Và với những anh chị em mình mà đang có ý định là mua góp á, mọi người chỉ cần đưa trước giúp em Mai tầm khoảng là 4 triệu, 5 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu được xe. Và nếu như mà anh chị em mình muốn lấy được cái bản cà vẹt gốc thì mời mọi người là sẽ trả trước nhiều hơn em tầm khoảng là 10 triệu nhé. Tầm khoảng 10 triệu đi là mọi người sẽ lấy được cà vẹt gốc luôn ha. Rồi, thì nếu mà anh chị em mình đủ từ đủ 18 tuổi nhé là có thể mua góp được rồi nha cả nhà. Rồi mời mọi người cùng quan sát thêm về một số màu 3D đang sơn sẵn tại cửa hàng đây nữa nha cả nhà. Đó, mọi người cùng quan sát, em này là màu tím iPhone nhé, xám tím đen này. Cái mâm cam là mâm sơn nhé mọi người, mâm cam là mâm sơn em phối màu thêm thì mọi người có sơn mâm theo yêu cầu luôn nha. Muốn mâm màu trắng hay là màu bạc hay là màu xanh hay là màu tím như vậy theo cái xe luôn thì mình nhắn cho em để em hỗ trợ sơn theo yêu cầu cho mấy anh chị em luôn nhé. Và tất cả các màu sơn 3D ở đây cho mọi người, phanh ABS là đồng giá 39.200.000. Còn nếu như mà anh chị em mình muốn lấy bản phanh thường á thì là nó rơi vào đâu đó tầm khoảng là 38 triệu thôi. Nó rẻ hơn ha cả nhà. Rồi màu đỏ nữa nè. Mọi người cùng quan sát, mọi người ưng cái màu nào ở đây á thì mình cứ chụp màn hình lại, nhắn tin trực tiếp qua phần Zalo cho em. Số điện thoại thì em có ghi dưới màn hình nha cả nhà là 0325240470. Thì mình cứ nhắn hoặc là alo trực tiếp cho em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Và hiện tại bên cửa hàng em thì còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi cả nhà. Mình nhớ đặt lịch trước để mình nhận được cái phần giảm giá cũng như là quà tặng cho mọi người ha. Em có thu xe cũ này, đổi lên xe mới cho mọi người. Nếu như mà anh chị em có thu xe cũ mình không có chạy tới nữa, mình muốn lên đời xe mới thì mình cứ đem qua đây cho cửa hàng. Cửa hàng em sẽ hỗ trợ làm sao để cho mọi người là thu cái giá xe mức giá cao nhất, tốt nhất cho mọi người để mọi người đổi qua xe mới mọi người chạy nhé. Rồi mọi người cũng có xét thêm này, em này là màu xanh lá nha cả nhà. Và tất cả các màu sơn như vậy mọi người yên tâm cho em là em sẽ bao lên cà vẹt hợp lệ cho mọi người luôn. Xe màu gì thì cà vẹt sẽ là màu đó. Và phần sơn 3D mọi người sẽ được bảo hành 1 năm, 1 năm rưỡi. Có hoa tổn, có bong tróc hay là gì đó thì mình cứ mang qua cửa hàng, em sẽ hỗ trợ bảo hành free cho mọi người, không tính tiền nhé.
Rồi, màu đỏ này, màu đỏ tem là tem Movita ha. Em chỉ quay sơ sơ thôi nhé cả nhà, mọi người muốn xem kỹ chi tiết thì mình nhắn trực tiếp hoặc là mình có thể comment bên dưới video này để clip sau em sẽ lên thêm cho mọi người về màu xe cũng như là chi tiết cái phần tem xe luôn để cho mọi người cùng tham khảo kỹ hơn nhé. Màu trắng này. Rồi, em này là trắng cam red son phối màu 3 tầng này, màu cam, màu trắng và màu đỏ nhé. Đó. Rồi em này là gọi là xanh lá mạ hoặc là xanh cốm gì đó tùy mọi người, nhưng mà trên cà vẹt sẽ là màu xanh đen. Thì những anh chị em mình sở hữu cái chiếc xe màu xanh á thì mọi người rất là tiện luôn á, tại vì bây giờ em sẽ hỗ trợ bao cà vẹt cho mọi người là sẽ là màu xanh này, và khi mà mọi người chán, mọi người muốn đổi qua những màu xanh khác á, mọi người có thể sơn thêm màu xanh dương, xanh da trời hay là xanh lục bão gì đó thì mọi người cứ yên tâm, mình chỉ cần đổi cái màu xe thôi, còn màu trên cà vẹt thì mình không có cần đổi, nên là rất là yên tâm cho mọi người luôn. Và rồi cái phần mua góp á, mọi người chỉ cần đem giúp em là căn cước công dân gốc và cầm theo 4 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu được xe rồi nha. Hiện tại cửa hàng của em là nằm ở trên đường quốc lộ đường Nguyễn Văn Thành nhé mọi người, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Đó, anh chị em mình có thể nhắn qua Zalo cho em để em gửi vị trí cho mình đi tới dễ hơn. Và có hỗ trợ ship xe xa toàn quốc luôn nhé mọi người, ship xe toàn quốc đối với hình thức là mọi người mua trả thẳng, mua tiền mặt nha. Còn mua góp thì làm phiền mọi người là phải ghé đến trực tiếp cửa hàng để em hỗ trợ mọi người đậu hồ sơ nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip sau nha. Bye bye mọi người nha.